Chiều ngày 8 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại các cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng đến dự. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lĩnh, Chánh Văn phòng Ban nhân dân tỉnh ủy, giữ chức Phó trưởng Ban nhân dân tỉnh ủy. Điều động và bổ nhiệm các đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Đồng chí Trần Công Lập, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Bổ nhiệm lại các đồng chí Lê Văn Phước, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Đặng Đức giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Lên giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Từ Hoàng Tước giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế, Võ Minh Chánh và Bùi Hữu Minh Trí giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đợt này và mong rằng với nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, tăng cường đoàn kết nội bộ cùng với tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên những chuyển biến mới mạnh mẽ tại đơn vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.